Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay? Chúa Giêsu nói với họ: Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ thì họ không thể ăn chay được, nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hại hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư, nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới. Sống lời Chúa, tập thói quen làm mọi việc đều quy hướng về Chúa, bằng cách trước khi làm việc gì, dành một khoảng khắc thinh lặng, làm dấu thánh giá hoặc dâng lên Chúa một lời nguyện tắt. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý Chúa. Amen.